Nơi đầu cho xin gửi tới lời chào trân trọng hòa đến toàn thể anh em chơi audio trên miền Tổ quốc. Buổi tối hôm nay là ngày 24 tháng 10, em tiếp tục cân hạnh giới thiệu đến các một chữ đầu đến từ thương hiệu của hãng Tuler. Model của nó là PDM580. Model này em bán cũng khá là nhiều rồi, nó được sản xuất năm 1993 với giá sườn của nó là 39.800 yên. Nó tương đương giá sườn của những chữ đầu Sony 750 của Sony. Nhưng mà để so sánh thì một cái sản xuất năm 86, một cái sản xuất 1993 thì cái thời gian chênh lệch khá là nhiều. Thì để mà chắc chắn phần chất lượng thì chiếc đầu này sẽ hơn đấy ạ. Và nó sở hữu cái xoay ngang là 42 cm, chiều cao của nó là 13 cm và chiều sâu của nó 28 cm. Nó nặng là 4 kg. Mắt đọc thì dùng mắt đọc của Pioneer rồi, bởi vì Pioneer người ta không chung với bất kỳ hãng mắt đọc nào khác. Dòng mắt 3 chùm tia bền bỉ ổn định và không chen đĩa. Phần chip giải mã thì dùng chip giải mã PD2026 cho chất âm đều ba giải, chi tiết sạch sẽ, âm trầm rất là gọn gàng. Chức năng của nó thì nó chứa ổ 6 đĩa CD, nhưng mà về thì nó chỉ có ổ 1 đĩa thôi. Để chắc là bên kia họ tránh tình trạng rắt đĩa cho nên họ sử dụng một đĩa để an toàn. Về phần ngoại hình thì em xin quay chi tiết để các bác được chiêm ngưỡng. Về phần mặt tiền khá là đẹp ạ. Cái phần mặt kính đây thì nó có một cái vết hơi vết nhé, nhìn kỹ mới thấy được. Cái phím bấm này thì có vết sức nhẹ này. Em quay rất chậm để mà quan sát. Còn lại thì khá là đẹp nhé. Đây là phần lắp lưng, phần lắp lưng của Pioneer họ dán xi thì đây có vết chảy nhẹ này. Đây có sườn này. Hồi bên đây cũng vậy, rất là đẹp luôn. Vận cạnh trên, trên thì có vết sức mờ, trên khá đẹp luôn. Ở phía sau, model của nó là PDM580, điện 100V, công suất của nó là 10W và sơ đi của nó là LG1010966Z, rất là đẹp nhé. Ở chiếc này trang bị một đường analog ra và một đường cổng quang ra để cho các bác kết nối thiết bị bên ngoài. Phía dưới này nó có chảy sơn này. Đây có bộ đây cũng vậy. Ở đây là cái phần nội thất bên trong. Nội thất bên trong của chiếc này cũng còn khá là mới. Máy móc zin nguyên bản, mắt đọc zin trong máy là dòng mắt ngửa các bác nhé. Nó chụp dưới này. Cho nên là nó bám bụi rất là ít trong quá trình sử dụng. Và đây là chip giải mã của nó đây, PD2026 đây. Tụ nọc nguồn của Ella. Đây là phần đáy phía dưới này. Dưới còn khá đẹp nhé. Rồi và sau đây thì em cũng xin test cái phần mắt đọc cũng như các chức năng hoạt động của chiếc đầu này để các bác được thưởng thức ạ. Và chiếc đầu này thì bên em bán với mức giá là 900.000 đồng. Em bao phí ship toàn quốc cho bác nào chuyển đủ tiền, bác nào đặt cọc thì tự trả tiền ship cho em. Số điện thoại của em là 0907 23 269, em ở thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Bác nào ở gần thì qua nhà em chọn lựa mua sản phẩm, bác nào ở tỉnh xa liên hệ trực tiếp với em qua hotline hoặc kết bạn Zalo em để tiện cho đồ nhé. Trong quá trình nhận hàng các bác cứ test kiểm tra, nếu không may cái sản phẩm bên em gửi đi mà nó sự cố thì giữ nguyên tem niêm phong, đóng gói cẩn thận gửi lại bên em. Bên em kiểm tra đúng mỗi hoàn tiền 100% cho các bác. Hoặc các bác đổi những sản phẩm khác tùy theo ý của mình. Còn trong quá trình mà đã sử dụng rồi thì bên em không bảo hành, nhưng bên em sẽ hỗ trợ sửa chữa nếu không may sản phẩm nó bị lỗi mà không có thợ sửa. Tiền phí thì các bác thanh toán giúp em. Đầu không chén đĩa nhé. Em test một cái đĩa chép với phono của Trường Vũ đây. Để được thưởng thức ạ.
Tốt ạ. Thời gian vâng phong
giọt ngắn giọt dài, đời trời sương gió quanh năm bạc áo vai gầy, mong khi cuộc sống xung vầy nồng say men tình ai. Tình cờ một ngày gặp em trên bước yêu xa, lòng bỗng chợt ngẩn ngơ, anh mơ tình thắm nồng rồi tình như sương khói mong manh và chóng phai tàn. Duyên ta giờ đã lơ là em xin phép được dừng video tại đây. Thì chiếc đầu này bên em bán với mức giá là 900.000 đồng, em bao phí ship toàn quốc cho bạn nào chuyển đủ tiền. Bạn nào đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Số điện thoại là 0907 23 269, em ở thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau ạ.